xuất hàm trên những màn chôn hài hước của các chúa hề ngoài đời thực. M3 sẽ là một video cực kỳ báo. Thì em cứ ở yên đấy, tình yêu sẽ tự khắc tìm đến. Cô nàng mặt mày hớn hở, đang mong chờ kỳ tích xuất hiện thì bất ngờ. Không sao, không sao. Chúa phù hộ em, Chúa phù hộ em nhé. Rén ngang, rén ngang. Cứ tưởng đồ hoàng tử ôm từ phía sau lưng, ai ngờ lại gặp đúng thứ dữ. Chăn khổng lồ lúc này kìa. Ngoan nha chị gái, không là em nuốt trọn chị vào lòng ngay. Nhìn thấy quả tạ này khoai quá, anh thanh niên mặt mày mếu máu, tính bỏ cuộc át hì. Một năng lực siêu nhiên xuất hiện. Cờ rớt kìa. Và cái kết. Công lực như được tăng lên 1000%. Đúng là sức mạnh của tình yêu nó thật là ghê gớm. Cơ mà cẩn thận về nhà dưỡng thương cả tháng nha ông anh. Mỗi ngày tôi chọn một niềm tin. Sáng ra đi tập gặp ngay bạn hiền. Cái cảm giác đó nó đào lắm chứ. Ây cha 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 cha, cái này người ta gọi là cái duyên. Cái duyên đấy. Từ ấy trở đi lại có thêm cặp đôi phòng gym cho tất cả mọi người ăn cơm chóa. Ở đây có một chiếc video rất xì và này nọ. Phép thuật Win biến hình. Đố bắt được em. Đố bắt được em. Idol top top thời nay nó lạ lắm. Cho mình hỏi trend này là trend gì vậy mấy ông mấy bà? Đố hỏng có nổ luôn á trời. You